xin được chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Vinh Chánh của Hương Uống. Thì hôm nay Hương sẽ review đến cho quý anh chị mình một dãy nhà 10 căn. Và bên đây đơn vị Hương đã bán 7 căn rồi, chỉ còn có 3 căn thôi anh chị nha. Đường trước nhà của mình thì rất là rộng rãi luôn. Đường của mình là tầm khoảng là 3 mét. Mình di chuyển chiếc xe ba gác thôi anh chị ha. Và cách cái đường xe hơi của mình chỉ có 50 mét thôi. Đó, đường đó là đường rộng tới tận là 6 mét lận anh chị. Và cái vị trí của mình là nằm ngay là sát của bên khu đô thị năm sau 2 anh chị nha. Cách chợ Bình Chánh của mình tầm khoảng là 5 phút mình di chuyển bằng xe máy đó, rất là thận tiện luôn. Ra quốc lộ 1A sát bên anh chị. Dân cư ở đây thì ở rất là đông đúc luôn, về đây ở sinh sống rất là vui. Và sát bên khu nghiệp Cầu Tràm đó anh chị. Từ đây mà mình chạy về khu nghiệp Cầu Tràm của mình đâu đó tầm khoảng 500 mét thôi, quá thận tiện cho quý anh chị mình ha. Và cái diện tích của ngôi nhà mà Hương sẽ review đến cho anh chị mình đó là ngang là 3m2 và dài vào á là 7m anh chị ha. Cho mình một cái gác lửng vô cùng chỉnh chu luôn. Và giá tổng của nó chỉ có là 460 thôi anh chị ha. Còn bớt lọc cho quý anh chị. Ở đây thì bên đơn vị Hương còn căn A4 nè và A5 và cái căn A7 đó, chỉ còn có 3 căn là 3 sự lựa chọn thôi. Hương sẽ chọn ra một cái căn mẫu đã set up bên trong hết cho quý anh chị mình ha. Nhưng mà nội thất này thì mình chỉ là trang trí set up thôi. Nếu như mà quý anh chị mình lấy cái nội thất thì quý anh chị mình bổ sung thêm cho bên Hương một ít tiền nữa anh chị ha. Còn nếu như mà mình không lấy nội thất á thì sẽ có mức giá cho mình là 460 anh chị. Đây là một cái mức giá tổng hoàn toàn 100% luôn. Và hướng nhà của mình là hướng Bắc, vô cùng là tuyệt vời anh chị nha. Trước mặt mình á, là không có nhà sát bên nữa, nên nhìn nó rất là thoáng và mát mẻ nữa. Ở đây thì bên đơn vị Hương cũng làm mái hiên, mái che rồi, đầy đủ hết cho gia đình mình luôn rồi. Điện nước cũng đã vào chính thức anh chị ha. Ở đây thì mình mua bán là công chứng ủy quyền anh chị, nó cho quý anh chị mình một cách yên tâm nhất luôn. Và trong đây á, thì nội thất cũng set up cho mình là bộ ghế nè, và bức tranh, và ở đây là một bàn ăn, quá tuyệt vời anh chị. Về mà quý anh chị mình á hả, cứ việc mà xách vali dọn đồ vào ở thôi, không cần phải làm gì hết trơn á. Ở dưới trên cầu thang nè, mình thiết kế là cầu thang bằng gỗ nữa. Ở đây thì mình tận dụng được một cái kho tủ ha, mình làm cái tủ để mình đựng vẫn nhật phẩm hay là những cái vật dụng mà mình không cần thiết vào bên trong, cho không gian nhà mình nó được gọn gàng hơn. Đây, nếu như mà quý anh chị mình đang làm công nhân, mình muốn tìm một ngôi nhà nhỏ, vợ chồng hoặc là vợ chồng mình mới ra riêng, có dư một ít tiền thì mình cũng có thể về sở hữu cái mẫu nhà này anh chị ha. Chỉ cần cọc trước cho bên đơn vị Hương tầm khoảng là 50 đến 100 triệu thôi là quý anh chị mình cũng có thể xách vali dọn vào ở trước rồi anh chị. Quá tuyệt vời, ưu đãi cho quý anh chị mình ha, để cho mình có được một ngôi nhà để an cư và lập nghiệp, đón một cái Tết thật là đoàn viên anh chị. Và khu vực đây sẽ cho mình là không gian nhà bếp nè, có tủ bếp trên và tủ bếp dưới nè, mặt đá hoa cương dày dặn. Không gian nấu nướng của mình rất là thoáng luôn anh chị, rộng tha hồ luôn, cho mình bày tiệc đồ ở đây. Mà nếu như mà gia đình mình ở nhịp cuối tầng ha, hay có khách khứa thì quá trời rộng rãi cho quý anh chị mình luôn. Nhà vệ sinh thì ở khu vực ở phía này anh chị ha, đầy đủ hết thiết bị tiện nghi cơ bản cho gia đình mình sinh hoạt rồi. Quý anh chị ơi xem đây rồi á thì nhớ đăng ký kênh cho Hương nha, để mình tiện theo dõi nhiều mẫu nhà giá rẻ mỗi ngày luôn. Vì mỗi ngày là Hương sẽ lên một mẫu nhà khác nhau và giá thì cũng khác nữa anh chị. Đó, nên mình đăng ký kênh của Hương thì mình là người đầu tiên xem được mẫu nhà đó, cũng là người đầu tiên mình về trải nghiệm thực tế nếu như mà hữu duyên thì mình mua được một ngôi nhà đẹp anh chị nhé, giá rẻ nữa. Và cái hướng này sẽ cho mình bước lên trên, ở trên thì mình sẽ làm một cái phòng và màn rèm rồi đó là bên Hương sẽ tặng lại ha. Còn các nội thất cơ bản ở phía đây á, thì bên Hương sẽ không tặng, nếu như mình lấy thì bổ sung thêm. Giờ thì quý anh chị mình di chuyển cùng Hương tiến lên khu vực tầng trên. Màu hồng mộng mơ anh chị. Ở trên đây thì cũng set up cho mình một bộ trang điểm ở đây và một cái nệm sẵn luôn, có cửa sổ cho mình rất là thoáng mát, trần thì cũng rất là cao anh chị ha. Đó, cho mình một cái phòng nhỏ cho hai cặp vợ chồng mình ở sinh sống với một đứa con là quá tuyệt vời rồi. Giờ thì quý anh chị ơi hãy di chuyển cùng về khu vực nhà dưới nha. Hương sẽ nói sơ lược lại một lần nữa về cái ngôi nhà rồi Hương cũng sẽ kết thúc video ạ. Và nãy giờ thì quý anh chị cũng đã quan sát hết cái góc ngách trong ngôi nhà mình rồi anh chị ha. Tuy nhà nhỏ nhưng mà hạnh phúc rất là to. Bây giờ tài chính của mình rất là thấp, mình làm công nhân, mình không có tiền để mình mua một cái nhà lầu, nhà bự, nhà to. Thì quý anh chị
hãy dành một ít tiền đó, mình có thể mua được một ngôi nhà nhỏ này để mình có thể bớt đi một cái tiền nhà trọ anh chị ha. Rồi mình ở một thời gian á, nếu như mà tài chính của mình hơi cao rồi thì mình cũng có thể bán lại căn này, mình mua một căn to hơn vẫn được anh chị. Chứ bây giờ đóng tiền nhà trọ không, bây giờ mướn không, bây giờ tháng chắc nó cầm khoảng 3 triệu 4 triệu rồi anh chị, thì mình góp kích cái đó mình vẫn mua được một ngôi nhà để an cư và lập nghiệp cho mấy con em mình, nó có một cái nơi để ngã lưng, không còn lo, không còn suy nghĩ tới tiền hàng tháng nữa anh chị ha. Và cái mẫu nhà này á, thì giá tổng của nó chỉ có là 460 thôi chị ha, chỉ cần cọc trước cho bên đơn vị Hương tầm khoảng là 50 đến 100 triệu thì quý anh chị mình có thể xách vali dọn đồ và ở rồi. Và diện tích của nó là ngang 3m2 và dài vào thì tới tận là 7m, cho mình một cái gác lửng vô cùng thoáng và mát mẻ luôn, có cửa sổ khắp nơi cho quý anh chị. Nhà của mình là nhà hướng Bắc, nằm sát của khu đô thị năm sau 2, cách chợ Bình Chánh của mình đâu đó tầm khoảng là 5 phút mình di chuyển xe máy thôi, và cách khu nghiệp Cầu Tràm và chợ Trung Thành của mình thì đâu đó tầm khoảng là 500m anh chị ha, quá tiện lợi cho mình về đây luôn. Công ty xí nghiệp thì sát bên, về đây đi làm cũng rất là thuận tiện nữa. Và giờ thì em Hương Ú xin được phép kết thúc video tại đây. Chúc quý anh chị mình mau tìm được căn nhà ưng ý ạ.